cho con làm ăn khấm khá một chút, vô chừng 10 chiếc xe đạp thôi là con mua ly chè ba màu cúng liền. Dạ bà, bà. Không.
lộn không, nhí nhám không, trà xe đi, trà mặt chi vậy? Nóng quá. Sửa soạn thôi. Anh hai, mỗi ngày tôi đi ngang đây nè, tôi đâu có thấy anh hai ngồi đây đâu, sao tự nhiên đâu xuất hiện ra vậy anh hai? Tôi đã trảnh xuống chị ơi. Ủa, nói vậy anh hai người cõi trên hả anh hai? Không phải, tôi xóm trên xuống, tôi hổng đài đó tứ phương hành hiệp giang hồ khắp mọi nơi để đó mà đi kiếm kiếm ai nè, kiếm ai vậy? Thôi chị ơi, nói ra nó công chị cười. Tôi không có cười đâu, tôi khoái nghe chuyện người ta lắm, vậy mà đầu trên xuống dưới ăn đồ tôi nhiều chuyện anh hai. Hai nói đi anh hai. À, thiệt ra là tôi đi kiếm kiếm người tình xưa. Chị ơi, chị đừng có nhắc nữa, tôi thêm bầm gan tím ruột chị ơi. 30 năm rồi tôi giờ già rồi, sống nay chết mai, tôi chỉ sợ là tới ngày tôi nhắm mắt á mà không gặp được lại người yêu cũ của tôi buồn lắm. Tội nghiệp anh hai quá ha, chỉ có ít có ai mà yêu mà như anh hai vậy đó. Mà anh hai kiếm chị chi vậy? Ờ, kiếm để nói với nàng là nói gì anh hai? I love you forever. Là gì? Là anh yêu em mãi mãi đó. Trời ơi, kỳ quá. Nghe qua mối tình của anh hai hả? Thấy cảm động, tôi rơi nước mắt. Rồi tôi nhớ tới chuyện tình của tôi, tôi không cầm được nước mắt, tôi muốn rơi lệ. Chị cũng có chuyện tình hả? Tôi chứ. Xin lỗi chị, cái đùi vẽ này chị ở đâu có vậy? Đây là chiếc khăn tay của tôi. Hả? Chính tay tôi thiêu 9 tháng 10 ngày. Trời, có thêm... tên người yêu tôi đến đó. Thiêu xong là đẻ luôn ra. Trời ơi. Mà đã 30 năm nay tôi chưa hề dặn. Trời ơi, hay gì. Chị có thể cho tôi mượn chút xíu được không? Đây. À. Chị nói chị thiêu tên người yêu chị cho tôi không thấy đâu hết trơn vậy. Trời ơi, 30 năm mà dặn chủ gì, nó cũng một mẹ hết trơn rồi. Trời ơi. Tôi lấy chiếc lông tôi đồ lên á. Hả? Mà tôi khóc riết á, mực nó cũng nhòe hết trơn luôn. Nhòe hả? Trời, chết rồi. Sao tôi... Nùi vẽ lao tâm xe đâu đem ra vậy? Trời ơi, cái này không phải nùi vẽ. Cái này là cái khăn tay của người yêu tặng cho tôi. Sao giống nhau quá chị ơi? Chị coi coi. Nó vậy. Trời ơi, anh đây. Chữ L, đây là chữ V. Anh hai, nó vậy anh đây là... Anh đây là... Dũng! Dũng nè! Dũng! Loan! Không phải! Loan đây nè! Loan nè! Loan! Dũng! Hả? Dũng! Có phải Loan đang nằm ác mộng? Quên, đang nằm mộng hay không vậy Dũng? Không phải mộng đâu, mà sự thật! Dũng bằng xương bằng thịt đi nè. Sao Loan thấy da với mỡ không hà? Trời ơi, mập ra thế vậy? Dũng, sao Dũng nói Dũng lên Sài Gòn Dũng tìm Loan? Rồi sau đó Dũng đi mất tiêu luôn vậy, sao Dũng kiếm Loan? Kiếm chi, ngu sao kiếm? Không phải, Loan không hiểu đâu. Đi nè, hồi đó lên Sài Gòn á, không có thân nhân, không bạn bè gì trơn á, Dũng phải bấm bụng mà bán cái nhẫn cẩm thạch Loan cho Dũng á. Để mua chiếc xe ông ta ôm. Rồi sao? Để mày chạy. Rồi sao nữa Dũng? Rồi có một ngày đang chạy xe thì có con nhỏ bi ôm nó bắt lại, nó kêu chở về nhà. Rồi kể từ đêm đó thì... Rồi sao? Dũng thấp thân với nó. Trời. Vậy là Dũng đã... Phản lòng luôn. Là cái gì? Là phụ lòng Loan rồi. Trời. Nhưng mà bây giờ nó nói chuyện nó xong rồi Loan ơi. Ô dưa rồi. Vậy là cổ đã sang xong rồi hả? Không phải, sang xe ôm thằng khác. Nhưng mà sau đó Dũng có hối hận trở về quê để kiếm Loan. Nhưng mà người ta nói là Loan đã lấy chồng. Tại sao? Tại sao Loan lấy chồng? Không chờ Dũng. Tại sao? Tại vì anh là thân. Cô của một bà phán giàu có. Hả? Dũng, nếu mà anh nghèo như Dũng á thì Loan chờ Dũng rồi. Đời người đâu phải dễ có vậy. Dũng phải thông cảm với hoàn cảnh của Loan chứ. Hoàn cảnh gì? Vì hoàn cảnh cho nên Loan phải quảnh càng. Trời ơi. Loan phải lấy thân. Tôi về Loan bây giờ đã. Nhưng mà không sao, ổng phất núi rồi. Quân đứt bóng rồi. Đứt bóng nè. Vậy thì bây giờ hai đứa mình có thể tới luôn bắt tại.
có con hơn không? Có con hơn không? À, Loan ơi. Bây giờ sao? Ngồi kế Loan á, sao Dũng cũng cảm thấy còn cũng thấy còn tưng tưng lắm mà nhỉ. Bây giờ á, Loan ngồi gần Dũng á hả? Loan cũng thấy là Dũng. Tôi nói Dũng nghe nè. Ở trên trời á, đố Dũng á, trên trời có cái gì? Trên trời hả? Trên trời có mấy cái gì? Ở trên trời có mấy con chim kìa. Trời ơi, sao phải trên trời? Dưới này không có chim bồ câu đầy vậy. Bây giờ Loan nói Dũng nè. Ở dưới đất có gì nè? Dưới đất hả? Có đinh. Chặt mất à. Chứ có gì? Bây giờ Dũng nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại hả? Loan đếm á. 1, 2, 3. Dũng mở ra nha. 1 2 3. Mở mắt ra. Dưới đất có này nè. Ai vậy? Má. Sáng giờ má đâu cũng điềm quá trời vậy. Con tưởng má bị xe đổ rác hốt má luôn chứ. Ý lộn. Xe bệnh viện tâm thần rước má rồi chứ. Gì vậy? Đi sao ta? Má bị tâm thần hả? Cái gì? Mẹ, em. Hả? Mày là ai vậy? Đó là con em hả? Anh nhìn tôi nó giống ai? Đâu giống ai đâu? Trời, nó là giọt máu của anh đó. Hồi em lấy thân em đã có thai với anh. Là cha ruột của con nè. Ông sửa xe này là ba con hả? Trời thương tôi. Già như vậy mà cũng còn có con. Tâm lại bác ba biểu con. Trời ơi, sao con lùn quá vậy con? Không lùn sao được hả? Thiếu dinh dưỡng mà. Má ông hỏi làm cái gì hả? Từ nhỏ đến giờ ba cho tôi bú toàn là sữa chuột không à. Được bú sữa voi với ông á đỡ biết mấy. Mày bố ba bú sữa cho con bú nha nè. Trời ơi, con cảm ơn trời Phật. Con cảm ơn trời Phật. Bữa nay cứ thiệt sự là con vô mánh đó. Em nói gì vô mánh? Đâu có, em nói em cảm ơn thần thánh. Em cảm ơn thần thánh. Bữa nay cho cha con đoàn tụ. Thăm mà kể từ bữa nay hai mẹ con mình hết khổ rồi đó con. Ủa sao vậy má? Con phải đi bán trà đá nữa. Dễ hả? Con biết sao không? Sao má? Ổng mình nhỏ hơn, tới lớn ổng có nuôi con không? Không. Bây giờ bắt nuôi bù. Giờ nuôi con? Ừ. Trời ơi, vậy là má con mình làm gì má? Mình đếm tiền. Con đếm của má nha. Con có tiền con làm gì? Con đi uống karaoke ôm với lại bia ôm. Karaoke với bia ôm phải không? Đúng rồi. Còn má ai đánh tiếng sắt mỏi, tay luôn gãy tay luôn. Nhớ tao tiền con đó nha. Hai đứa con mình đếm tiền, ban ngày không làm có gì mình đếm tiền mình đi chơi. Loan! Thì ra mấy chục năm nay bà muốn gặp lại tôi là để... Để đòi nợ. Đúng rồi. Trời ơi, không lẽ tôi gặp ông để tôi kêu yêu đương? Trời ơi, coi mặt ông kìa. Trời ơi. Già mà ha. Già mà phê. Gì dạ, hết phê rồi. Phê. Nợ. Tôi giỡn. Cái gì? Giỡn. Giỡn. Má. Đuổi theo, đuổi theo. Được làm cái gì? Được theo. Ăn tin đó mà phải được làm cái gì? Không, được theo. Trời ơi, má biết làm cái gì? Má biết cái gì? Má tiếc. Thôi đừng tiếc nữa má ơi, má tiếc cái gì đâu. Má biết cái gì? Má tiếc chiếc xe đạp. Chết mẹ xe đạp của tôi. Cái này là cái nào? Tôi đã nói với các em bao nhiêu lần rồi? Mới vừa tuần rồi, sinh hoạt lớp, tôi đã nói với các em hôm nay là sinh nhật của tôi à. Nhưng không phải tôi nói là sinh nhật của tôi là để các em về, các em nói với bố mẹ của các em rằng là sinh nhật của tôi, để rồi bố mẹ các em lại đi mua quà đem đến đây tặng cho thầy. Những món quà mà ta coi nó nhẹ như vậy, tôi nghĩ chắc là xà bông ở trong đây rồi. Theo kinh nghiệm 30 năm nhận quà của tôi, các em có biết tại sao mà tất cả các em đều tới lớp của thầy học thêm hay không? Em đứng lên nói cho thầy nghe. Dạ, tại năm ngoái sinh nhật thầy tụi con quên tặng quà. Em ngồi xuống. Ngày mai vào lớp tôi sẽ cho em con số 0. Em khóc cái gì? Có gì đâu mà khóc. Em đáng được con số 0 mà.
Tại vì sao? Tại vì em trả lời quá thành thật. Nhẽ ra khi tôi hỏi như vậy tụi em phải tìm câu nào đó trả lời một cách khéo léo, một cái câu trả lời nào mà cho nó thông minh, cho nó hay. Chẳng hạn như là tụi em học dở quá, tụi em học yếu quá, nên tụi em mới đến đây học thêm lớp của thầy. Các em có biết chưa? Biết chưa? Nói lại một lần nữa cho thầy nghe, tại sao tụi em đến lớp học thêm của thầy? Học kém. Giỏi quá, đúng là như vậy đó. Rồi, bây giờ em đến đây làm gì? Dạ em đến đây tặng quà sinh nhật cho thầy. Tặng quà sinh nhật cho thầy? Dạ. Thầy đã nói là thầy không bao giờ nhận quà của phụ huynh học sinh, mà tại sao em cứ làm cho thầy khó xử hoài vậy? Ê con. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ con đi về. Con đi về? Tại sao con đi về? Dạ tại vì thầy không nhận quà của con. Ai nói với con là thầy không nhận quà của con? Con để xuống ngay cho thầy. Để ngay xuống. Con này bé này nó ngây thơ nhỉ. Con để ngay xuống đây cho thầy. Một món quà to lớn như vậy con đã đem đến đây đưa cho thầy rồi, bây giờ con lại phải nai về nhà, tội nghiệp con chứ, nặng lắm mà con, thấy không? Bố mẹ con có lòng đem đến đây biếu cho thầy mà bây giờ thầy không nhận, thầy làm bố mẹ con buồn, phải không? Dạ bố mẹ con không có buồn. Sao con biết bố mẹ con không buồn? Bố mẹ con không buồn nhưng mà thầy buồn. Đã có lòng đem đến rồi thì cứ để đây cho thầy nhé. Này thầy xem nào. Trời, món quà gì mà bự thế, nặng nữa. Thế ba mẹ con làm gì? Dạ bán khoai lang. Chịu chơi không? Bán khoai lang mà tặng món quà bự thô lù gì đó. Vậy trong đây gì vậy con? Dạ 5kg khoai lang. Về chỗ ngồi mau. Thôi bạn đừng có buồn nữa. Bạn mất 5kg khoai lang mà nhà tớ mất 8kg gạo mà tớ vẫn đâu có buồn đâu. Này, thật sự nhé. Còn con lên đây làm gì? Em chúc mừng sinh nhật thầy. Gì đó? Dạ bông. Bông. Ba mẹ con làm gì? Dạ ba mẹ con bán bông. Kỳ vậy trời. Tự nhiên cái là bên đây á là buôn bán khoai lang này tặng khoai lang, bên đây á tặng mua bán bông cho tặng bông. Thôi đưa đây cho thầy. Con về nói với là bố mẹ của con rằng á là tháng sau con cần phải học thêm lớp toán nhé. Học cứ một tháng thôi mà đóng tiền gần chết rồi. Cái lớp học này của thầy, thầy phải bỏ bao nhiêu tâm huyết ra, cố tình thầy để cho tụi con giỏi. Thầy khổ tâm lắm tụi con có biết hay không? Nghĩ sao mà tặng cho thầy giá mà tặng bông. Trời ơi. Dạ chúc mừng sinh nhật thầy. Bố mẹ có làm gì? Dạ làm ở cửa tiệm bánh. Bố mẹ con làm chủ tiệm bánh? Dạ. Chủ tiệm bánh chắc quà cũng được. Thằng ta nói càng nhỏ cái mặt nó dễ thương hết sức luôn vậy đó. Con đó nha, về nói bố mẹ con tháng này con học giỏi lắm đó nha. Đó, học cái gì cũng khá đó. Thầy nghĩ rằng là cuối năm nay thế nào con cũng đạt học sinh tiên tiến. Để thầy mở ra coi. Chủ tiệm bánh. Thì bánh coi. Nghĩ sao vậy trời? Chủ tiệm bánh mà tặng cho con bánh có 2,000. Về chỗ ngồi. Học hành không có gì tiến triển hết, suốt ngày ham chơi. Con kỳ lẹ, năm sau chuyển sang thầy khác. Em nói cái gì? Làm sao mà em có thoát khỏi tầm tay? Dạ, con chúc mừng sinh nhật thầy. Phong bì. Tôi đã nói bao
bao nhiêu lần rồi là không bao giờ, không bao giờ thầy thích nhận những cái món quà giống như vậy từ của phía phụ huynh, nhất là những món quà phong bì giống như vậy. Thầy nói thực tế con đó nha, năm sau sinh nhật của thầy đem mấy cái quà cá thầy nó nặng nề là nếu thỉnh mất công thầy xin về ha. Phong thư, phong thư vậy đó mà nó thực tế nhẹ nhàng chất lượng. Ba mẹ con làm gì? Dạ, ba mẹ con bán vé số. Ba mẹ con bán vé số? Trời, bán vé số mà chưa sợp quá. Hiểu ý thầy ghê, cho thầy nguyên phong bì nè. Đây, bán vé số, để lên thầy này coi, để coi. Coi con biết được bao nhiêu nữa đây. Ủa này là gì vậy con? Dạ, vé số. Bán vé số cái tặng hai mà vé số vậy à. Con đó, giọng của con càng lắm. Con về con nói với ba mẹ con rằng là con cần phải tu dưỡng thanh lớp thanh nhạc với thầy trong vòng một năm nhé. À, con gái con lứa gì đâu mà đi kìa, suốt ngày đánh lộn với con trai mặt mày á, thẹo thọ tùm lum tùm la, bực mình. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Giọng tao gì mà ông kêu khề, phải bắt tao học trên thanh nhạc nữa. Giọng mang khang chứ còn gì nữa. Tao đục mày bây giờ á. Bố mẹ em làm cái gì? Dạ, bố con bán rượu. Bán rượu? Dạ. Rượu Tây hả con? Dạ. Này hợp với thầy. Đưa đây cho thầy coi thôi. Trời ơi, ta nói cái hợp rượu với nhìn cầm cái thấy nó sang liền vậy đó. Này con, thầy nói với con rằng nếu mà con cầm chai rượu không bao giờ mà con cứ cầm đứa qua đứa lại rồi bể chai rượu sao. Rượu là con phải cầm thôi, cầm vậy đó, đưa qua trao cho thầy như vậy đó. Đây đây, bày hết sức, bày hết sức đó. Con thấy không, nói có sắc mắt có chứng này, con thấy không, con bất cẩn này là có làm chưa đó, giờ rượu nó chảy ra ngoài này nè. Để thầy nếm thử coi, thầy coi như là chuyên nghiệp uống rượu mà, chuyên viên uống rượu mà. Nó chát chát con. Dạ. Chạy rượu vang trong đây phải không? Không, không phải rượu vang. Nếm lại. Bây giờ thì thầy thấy nó lại có cái mùi nồng nồng. Vát ca trong đây phải không? Dạ không. Không phải vát ca nữa. Dạ không. Kỳ vậy ta. Mình là chuyên viên thử rượu mà, đâu để coi lại nữa coi. Bây giờ có cái mùi mặn mặn, đắng đắng. Không lẽ whisky hả con? Dạ không. Vậy chứ rượu gì? Dạ rượu Kiki. Rượu Kiki? Rượu Kiki là rượu gì trời? Ở đó giờ thầy thử bao nhiêu thứ rượu rồi, bao bây giờ mà có cái rượu nào tên là rượu Kiki? Ồ, không lẽ là rượu Nhật Bản hả con? Dạ không. Không phải rượu Nhật Bản. Vậy chứ nước nào sản xuất ra rượu Kiki? Dạ không phải nước nào sản xuất hết á, mà trong đây là con chó con tên là Kiki. Trong đây là con chó con Kiki. Dạ. Ồ, vậy cái nước nãy giờ trong đây chảy ra là của con Kiki hả? Dạ. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cao dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng, ý à. Chị
tôi chưa có chồng. Thời con gái lưng ông có bao người thầm mong theo. Thương mẹ già còn đâu ý à, chị chưa muốn lấy chồng thì tôi vẫn ê đê. Ê đâu ế, ta đẹp vậy mà ế. Trời ơi, trời ơi, chị ơi, có hai chị em mà sĩ diện làm gì, ế chấp nhận ế cho rồi đi. Không ế. Cô bác nghe không, tội nghiệp chị của tôi lắm. Phụ nữ 3D mà ế mới ghê chứ. 3D là gì? Đẹp, đạo đức, đảm đang. Mà như đàn ông con trai vợ không có thích phụ nữ 3D mà thích phụ nữ 3L. 3L là gì? Nhẳng lơ, liều lĩnh, lộ hàng. Chị không chịu đâu, tại chị không muốn thôi. Thôi chị ơi, em thấy thương chị quá à. Ê, thấy thương quá à, chị ơi. Ê, Vũ ơi. Dạ. Vũ có nhớ bà Sáu Mai không? Bà Sáu Mai là bà nè, em nhớ rồi. Bà Sáu Mai là cái bà mà chuyên môn làm mai làm mối hả chị? Đúng rồi, bà mới làm mai cho chị một chàng tráng sĩ tươi xanh. Tráng sĩ tươi xanh? Ừ. Đẹp trai đó hả chị? Đẹp trai lắm. Rồi sao nữa chị? Cái ảnh gọi điện thoại, ảnh rủ chị đi chơi. Rủ đi chơi đấy hả? Rồi chị có đi không? Trời ơi, đi với một tráng sĩ tươi xanh mà không đi sao được? Đúng rồi, trai đẹp ngu gì rủ mà không đi đúng không chị? Rồi sao nữa? Anh vừa gặp chị cho anh la lên không? Anh la lên. Anh la lên hả? Anh nói trời ơi, con gái nhà ai đẹp quá phải không? Ông nói trời ơi, con gái nhà ai mà lùn mà xấu quắc mà bự vậy trời? Trời ơi. Ghê không? Trời đất ơi, ông nào mà vô duyên vậy chị? Hả? Hình như là trời xanh, hình hài trang trí mà tâm lý không bình thường hay sao á? Vô duyên quá trời luôn. Chị của em đợi em đẹp, bờ đẹp nặng đẻ. Vậy mà chê lần sau tao chị gặp anh ta, chị không chỉnh vô mặt anh ta liền. Chỉnh gì chị, với nhà quê mà chị đâu có biết chỉnh gì đâu. Chị phải chỉnh cho anh biết. Chị phải nói gì nè. Nói sao? Tôi xấu á là do trời sinh. Mà trời là ai? Trời là tạo hóa. Tôi cảm ơn tạo hóa đã cho tôi một gương mặt xấu xí và một dốc dáng không được hoàn mỹ, để tôi biết rằng người chọn tôi là người có đầu óc thẩm mỹ, không phải cái đầu để trang trí, chỉ chọn cái đẹp thẩm mỹ bên ngoài mà thôi. Đẹp để làm gì? Chân dài để làm gì? Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm, chân ngắn mà đầm thắm thì say đắm cả đời. Chị dễ quá Vũ ơi, nhưng mà chị không biết chửi. Trời ơi chị ơi, em nói chị nghe nè, em biết chị là gái quê. Nào giờ làm lụt vất vả có biết chửi đâu. Mỗi lần gặp đó là chị phải giận dậy đi. Gặp anh ta, kêu em ra em chửi lộn giùm cho. Chị không có muốn đâu. Trời ơi, em của chị học dễ mà tự nhiên lại chửi lộn mà. Thì mình là người có học thức, thì mình chửi theo kiểu học thức. Học thức chửi sao? Em chửi là có bài bản, có phương pháp chửi đàng hoàng đó. Em chửi sao? Lời chửi không mất tiền mua. Đúng. Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau. Đã chửi phải chửi thật đau. Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa. Chửi đúng không được chửi thừa. Từ trên xuống dưới chẳng chừa một ai. Chửi cho đau óc điếc tai. Chửi xong rồi chạy kẹo chai vào mồm. Phải rồi, chửi em quá đã đánh cái bể mồm rồi. Đúng rồi. Như đó đó. Nhưng mà chị sao? Nhưng mà chị đó, em biết chị là người là... Em ơi, em có nghe bà con người ta nói sao? Ta nói sao? Ta nói đừng thấy cái đẹp mà mê. Đừng thấy cái đẹp mà chê mà cười. Ở đừng, đời đừng thấy cái đẹp mà mê. Đừng thấy cái xấu mà chê mà cười. Ở đời ai cũng là người. Có xấu có đẹp xin đừng chê nhau. Đúng rồi. Đúng rồi, được mình á, bàn tay tôi có con dài con ngắn, không có người đẹp người xấu đúng không chị? Chứ sao? Ủa mà thôi chị nói thôi, chị thấy chị ha, toàn là chị chê người ta không à. Chị chê người ta nhiều nhất á. Chị không có chê ai à nha. Chị nhớ chị nói với em không? Chị nói á, chị cần một người chồng cao, thiệt là cao, cao 2 mét mấy gì đó. Mà trong khi chị xình lũng à, quên lùng xỉnh à. Trời ơi, giống thằng lằn đu cục điện vậy trời. Đâu có, chị mơ ước cái chuyện nó tầm thường thôi. Ở người chồng tầm thường sao? Một người chồng tầm thường là phải à, có học đúng không? Có học nè, tiến sĩ nè, thạc sĩ nè, cùng lắm là bác sĩ nè. Coi chừng loài sĩ.
mà trong khi chị học với con trùng chỉ học lớp 5 là nghỉ bắt rồi mà giờ đòi là bác sĩ tiến sĩ sạc sĩ, chị quá đáng à. Kệ tôi học cũng con trùng chỉ, nhưng mà em của tôi là phải học cho giỏi, học cho ngon lành. Em học giỏi bù, em học nhiều lắm á. Em học đâu, em trả bài cho chị nghe coi. À, chị muốn trả bài phải không? À. Bây giờ em trả bài cho chị nghe. À. Học là như thế này nè. Sao? Học cách làm sạch cơ thể khi tắm gọi là học kỳ. Học những điều bậy bạ gọi là học bạ. Học những điều vô ích làm lãng phí thời gian gọi là học phí. Học cách nêm nếm thức uống thức ăn gọi là học vị. Người già đi học gọi là học cụ. Bác bỏ không chịu học gọi là bác học. Và 7 điều cần phải học gọi là thức học. Chị rất là buồn khi chị bỏ tiền, chị bỏ cái gì cuộc đời của chị để chị lo cho em ăn học mà em mà ăn học vậy đó hả? Trời ơi, chị gì sớm dễ sợ luôn, chị xưa quá chơi. Bây giờ học hành nhiều để làm gì? Chị nghe người ta nói sao? Nói sao? Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu. Học làm gì để đầu to mắt trố, về lấy vợ cho dân số tăng nhanh. Nói cái gì cũng nói được hết trơn, trời ơi, học cái gì kỳ vậy, chị giận rồi. Giận cái gì thôi, đừng có giận mà. Thôi giận em rồi. Thôi cười một cái coi. Trời cười cười rùi vậy trời. Này cười bình bông ngảy chuối nè. Cười không có tâm lý gì trơn à. Bởi con gái quê thiệt á, nhẹ dạ dễ tin, mau giận hờn, mau khóc, mau giận lẫy quá. Bởi người ta định nghĩa về con gái không sai chút xíu nào hết trơn á. Sao? Ta định nghĩa con gái như vậy nè. Mít ướt là bẩm sinh, ương bướng là sở trường, thất thường là thói quen, hay ghen là chuyên môn, mà giận hờn là năng khiếu. Thôi mẹ nó giỡn vậy thôi, nếu em không học hành nhiều á, em đâu nói văn nói thơ được nhiều như vậy đúng không chị? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy đúng không? À. Đó, bây giờ em nói chị nghe, bây giờ em học để có tương lai lo cho vợ cho con. Con vợ con em đó chứ. Là ước mơ của em mà cũng là ước mơ của chị. Chị ước mơ làm sao? Chị ước mơ cuộc đời của chị là phải có chồng giàu. Chồng giàu rồi. Chồng giàu rồi mà bà phải là em sao? Đẹp trai không? Cần đẹp trai không? Cái đẹp trai là phải rồi. Giàu đẹp trai rồi sao nữa? Phải về nam tính luôn. Trời ơi, chị quá đáng à. Giàu đã khó, đẹp trai đã khó rồi, nam cần nam tính làm gì? Trời ơi, nam tính cần lắm chứ. Cần làm gì? Trời ơi, để cái đêm động phòng tự nhiên loài ra. Trời động phòng loài. Loài là loài gì? Loài. Loài gì? Loài chị em á. Trời. Ủa có chuyện đó hả? Có loài hả? Loài chứ. Loài dữ lắm hả? Ừ. Trời ơi, chị chỉ là vợ đêm động phòng dành cái đầm ngủ hả trời? Hai vợ chồng dành đầm ngủ hả? Thôi mà chị ơi, chuyện đó chuyện bình thường mà xã hội vậy mà. Bây giờ chị nó bình thường lắm. Chị không nghe người ta nói sao? Nói sao? Bò còn có bê, cá còn có cá bóng. Tại sao trên đời không có bóng có bê? Bình thường thôi chị ơi. Rồi đó, tóm lại người chồng chị như thế nào? Chồng của chị phải cao to vạm vỡ. Người chồng như thế nào? Phải học vị. Học vị. Có địa vị. Địa vị. Nhà ở thành thị. Coi chừng liệt vị, cầm cái bị ra siêu thị xin tiền quý vị. Chị quá đáng nè. Em nói chị nghe, đời người ai cũng ước mơ. Lấy chồng phải chọn thời cơ chín mùi. Đúng rồi. Bây giờ chị có ước mơ gì nữa hay không? Chị ước mơ lắm chứ. Chị ước mơ thế nào? Chị ước mơ chồng chị cao to vạm vỡ. Thì đúng rồi. Cao nhưng... 2 thước mấy. 2 thước mấy đúng rồi. Nhưng mà cái ngày cưới chị, ngày cưới như thế nào? Ngày cưới của chị hả? Ừ. Còn chị lùn thủng mà. Chị ảnh lại cao to lắm. Còn chị đứng đâu? Chị đứng với lũ đốn mạnh. Trời đứng hàng ngọn vậy đó. Chứ sao nữa? Rồi sao nói chuyện? Nói chuyện ảnh phải quỳ xuống vậy nè. Quỳ xuống anh nói cái gì? Rồi ảnh thì thầm với chị. Ảnh thì thầm sao? Bằng lòng nghe em anh về quê rước má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe 3 bánh. Ba má ngồi trên thành xe, hai chúng ta ngồi dưới cái dè. Dũng ơi đừng nói làm chi cho đau lòng chi. Cuộc đời chỉ cần hạnh phúc và có một tấm chồng có được sang giàu. Những ước mơ chúng ta nói thành thạo. Chị ơi, em nói chị nghe nè. Chị ước mơ quá đáng vậy không được đâu. Chỉ cần người chồng á trung thủy, thật thà, chất phác và chịu khó yêu chị thật lòng là được rồi. Đúng rồi. Người ta nói vậy nè chị, biết không? Sao? Tiền mà rách á thì có thể dán lại xài được, nhưng mà nhân cách thối tha
có xịt nước hoa thì nghe cũng nặng mùi, đúng không quý vị? Đúng rồi Vũ ơi, nói chuyện với em tự nhiên chị thức tỉnh rồi. Chị sợ đó, chị đòi hỏi nhiều quá. Tới một ngày nào đó làm cái đám cưới mà không có chàng rể thì chết luôn đó. Chứ còn gì nữa, trèo cao té đau nha. Không khéo á là gậy ông đập lưng ông á nghe. Đúng rồi. Chị phải như vậy nghe. Ê, đám cưới kìa. Ai vậy? Con tẹo con mà ai kìa. Đẹp quá chị ơi. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non béo von ngọn tre. Khăn màu son, áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới. Chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu còn con ý chàng mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng. Ôi buồn vui hiếm mỗi ngày cười, chồng thật hay nè, chồng buồn cười. Ra mà xem mới thấy được một ngày vui, ra mà xem mới thấy được một ngày vui. Giờ chưa về đó trời. Ông nội này ngủ ghê á, sáng bét con mắt ra là sách đi luôn. Tới trưa chưa có về phụ vợ tôi ba cái vụ rượu này nữa. Người gì nói hoài cũng chịu không nổi với ổng trời. Tôi biết giờ đó tôi có lấy chồng sớm đâu. Khổ quá trời khổ vậy. Má, gì? Thế nào hôm nay ba cũng xỉn cho mà coi. Hôm qua ổng mới xỉn quất từng câu, không lẽ nào ông xỉn nữa con. Sáng đi má có dặn rồi, má nói gặp bạn bè chút xíu về liền, đừng phụ má mấy cái rượu đem ra chợ. Ông nói ông ừ rồi đó, chắc cũng không đến nổi đâu, chút xíu ông về tới mà chờ hoài tới giờ đó. Vậy sao con nghe má cằn nhằn ba hoài vậy? Tại vì má bực mình má la ông chút vậy thôi chứ giỡn, má với ba giỡn. Giỡn chơi thì tốt, chứ cây gỗ thì không nên. Hai vợ chồng lớn rồi mà cứ lục đục hoài, trong gia đình này con thấy con buồn. Con kiểu nói nó vậy hả? Con nghe ông ngoại nói vậy đó á. Ông ngoại nói vậy rồi giờ về đây nói với má vậy phải không? Dạ đâu có đâu. Mai mốt không có nói với má kiểu đó nữa nghe chưa? Dạ. Ba con đi nhậu về hoài, má thấy mà bực mình lắm mà mình, con thấy ba con gì con có buồn một tí. Thì đàn ông con trai mà má cũng phải cho ổng vui vẻ chút ít với bạn bè ngoài xã hội, chứ má cứ gò bó ông hoài không nên. Trời đất ơi, ai kêu con nói kiểu này nữa đi hả? Đâu có ai dạy con đâu. Con nghe bác Tư bạn của ba nói vậy đó má. Bác Tư bạn của ba con nói vậy á hả? Dạ. Cái ông nội này ha, gặp nhau là chỉ sáp vô biết nhậu không, mà nhậu chừng nào gục tại bàn rồi mới chịu về, chứ mà không có chịu về. Ăn nhậu riết rồi nói tầm bậy tầm ba để cho con nít nó nghe riết rồi giờ nó nói lại vậy. Thì đó, nhậu thì vừa vừa phải phải thôi. Nhậu nhiều quá không nên. Không có một người vợ nào chấp nhận chồng mình sai xỉn suốt ngày, té lên té xuống thiên hạ cười chê. Trời đất ơi, má định hỏi câu này ai dạy con chứ gì? Ai dạy vậy? Bác Tư gái nói với bác Tư trai vậy đó má. Bác Tư gái nói với bác Tư trai con rình con nghe hả? Con đâu có rình đâu, con núp trong cái bùa lúa con nghe, con không có lén. Ê má, ai đi cái đứa siêu thấy quen quá má ha, hình như là ba về thì phải thôi. Ổng chứ còn ai nữa. Ba con có cái tướng độc quyền lắm con, không có ai mà có cái tướng như ổng. Đó đó, đi qua cầu kỹ. Nè, đi té nè, té. Vậy mà không té chịu nổi ông không? Tí về rồi, tí ơi. Sao con không ra đón người anh hùng mất đi uống rượu về? Mày là bắt chước má mày rồi. Mình đâu mà anh về tới rồi phải đón anh. Đúng. Thằng tôi vô phước có con vợ nghèo, là vợ nghèo, bữa rau mà bữa cháo,
biết ngày nào kiếm ăn nó nghèo quá trời. À, mình ơi, mình ơi, à, mình ơi. Ôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin gửi qua tim nghĩa vợ chồng mối mặn gần cay. Thế thế rồi ta nè mày tay dễ cho tiếng học con ơi, em cho ba hôn con trai cưng của ba một cái cho tình thương mến thương. Tình thương mến thương là tới bến rồi đó má. Dạ ông tỉnh, dạ ông em đi công chuyện giùm tôi cái được không? Đi đâu giờ nè? Đi đâu mà đi giờ này? Xong rồi, sai hoài là sao? Là sai chứ còn là sao? Ông biết bây giờ là mấy giờ chưa? Sao ông biết? Đâu phải đuôi đâu. Biết giờ về tới nhà là đúng 12 giờ trưa giờ ngọ. Giờ của các nhà sư. Thì giờ nhà này sắp cháy rồi chứ nhà sư gì? Đứa nào dám đốt nhà chính sĩ? Hả? Đứa nào dám phóng hỏa tây? Không phải tìm thủ phạm, đứa nào dám đốt cái nhà của chính sĩ? Tôi nè. Hung thú là má. Dạ thưa ba, có người tự thú rồi. Là bà. Tại sao vậy? Bạn Hiền chơi như vậy là sao? Hả? Trong khi đó anh nhậu về, anh say mà anh không quậy. Trong khi đó bạn Hiền không nhậu mà bạn Hiền quậy là thế nào vậy? Sai mà quậy là xưa lắm rồi. Bây giờ không sai mà quậy nè. Tôi quậy cho ông coi. Tôi quậy nữa cho ông coi, tức quá rồi. Ai làm gì bạn Hiền tức? Bạn Hiền cứ suy nghĩ. Ai làm gì bạn Hiền mà bạn Hiền tức? Em phải biết rằng anh dù là một thằng uống rượu, nhưng anh vẫn biết anh có một con vợ thật là xinh xinh. Anh vẫn yêu em như ngày xưa khi anh ở nhà em mua rượu. Thôi biết rồi, bé ông nội ơi. Con cái yêu cầu người lớn tế nhị một chút xíu. Này, tình yêu của ba má rất là đẹp. Thành thử ba má không có chuyện gì phải sợ. Con hiểu không? Yêu có con khỉ gì nữa mà yêu. Kiểu này muốn bán cái gì nữa mà muốn bán đây hả? Không lẽ mà tôi vô tôi cầm ba cái nha, tôi quỳ xuống tôi lại ông. Tôi nói ông chính là ông đừng có nhậu giùm tôi nữa. Này nè, người nói câu này là người sai đó, người hiểu. Tại sao em phải cầm ba cái nha anh lại hả? Anh đâu có yêu cầu anh em phải lại đâu, đúng không? Anh không yêu cầu. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã lại nhau ba lại dày của trăm năm. Thời gian qua anh chưa trời lỗi đảo chồng Hiền. Còn em vẫn một lòng đẹp như một con phụ nữ. Ông không có nhậu nữa giùm tôi được không? Mình nói như vậy là mình sai chứ không phải anh sai. Gì tôi sai? Mình không nhậu thì làm sao có lưu linh? Mình không nhậu làm sao có thiên tử? Mình không nhậu thì làm sao có văn chương thơ phú? Đúng không? Tôi nói như vậy đúng không? Mà mình không nhậu làm sao có một cái tinh khí hào hùng? Trời ơi, hào hùng quá, cái tướng đứng là xìu xìu đó. Đúng. Xin lỗi mình. Tới giờ này anh vẫn còn đứng một giò được luôn. Ông đứng đi, ông đứng một giò cho tôi coi đi. Đứng một giò con dẹp cái ghế này ra cho ba biểu diễn cho má con coi có một cái giò. Đứng một giò đi. Để từ từ. Người ta làm siết cũng phải để người ta từ từ chứ không họ là một cái giò là một cái giò. Một cái. Thấy chưa? Ừ. Giờ thi cử rồi mà đâu mất tiêu hết không biết nữa. Ủa? Sao không thấy ai chuẩn bị gì hết vậy ta? Sao tự nhiên tối thui tối mò vậy? Thì ai biết anh tổ chức làm sao, anh chỉ đạo làm sao mà giờ này chưa có ai chuẩn bị gì hết trơn ạ? Điện đốm là xong hết rồi, giờ mình nói cái nó mở lên hết vậy đó coi được không?
Vậy hả? Hôm nay là tập trung là thi nè, thi buổi cuối tuyển chọn ca sĩ nè. Chị tôi đã có... tôi thấy cái băng video nói Hoài Linh á, là gọi là gì, thành danh từ một cuộc thi không chuyên. Đúng rồi. Là sao anh? Thì tôi cũng không hiểu nữa, giống như là mình giống như mình chấm thi vậy đó. À tức là những cuộc thi giống như là mình chấm đây đó hả? Không chuyên như mình chấm cho ca sĩ không chuyên vậy đó. Vậy đó hả? Mà Hoài Linh nó thành danh được vậy đó, bây giờ y hôm nay mình chấm y chang vậy luôn nè. Hôm nay là... Hôm nay sao thí sinh sao giờ này chưa có em nào tới, hôm nay đăng ký mấy đứa? Năm nay à, kỳ này đăng ký bộn à. Ôi trời, nhiêu vậy? Bốn. Bốn em hả? Bốn em. Vậy là đỡ hơn năm rồi đó. Năm rồi có ba đúng không? Hôm nay bốn. Thôi giờ vô chuẩn bị. Anh ơi, anh kéo cái bàn. Gì? Sao nhét mình vô tuốt vào hóc vậy? Nó làm ăn gì không à? Anh chỉ đạo sao á? Chỉ đạo rồi mà nó làm gì không á? Bàn ghế nó để móc ở trong trong hóc trong tối. Nó sợ thấy giám khảo không thi không nổi hay sao? Thiệt tình. Anh coi em tôi bữa nay mặc tôi được không? Mặc chị hả? Tôi nói chị đừng buồn nha. Làm như cái da chị không chịu được mùa lạnh hay sao? Sao nó bung 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 lên giống như cơm cháy quá. Bởi vì thời gian không có níu được. Vậy hả? Quen lạ gì á nó cũng lướt đi vậy đó hả? Không chừa một ai. Không có chừa một ai hết trơn, không trả giá được với nó. Không, mà da mặt kiểu nay kỳ lắm nha. Đâu anh lấy giùm tôi coi. Sao nó bong bong lên nè. Để tôi lấy ra. Trời ơi, cái da nó sợ luôn. Mà làm chừng mấy lần nữa tôi khỏi lột da mặt luôn. Da mà nó bay như bướm mà đẹp luôn. Thôi cho tôi hỏi thôi, coi cái thí sinh vô chưa. Rồi chị ngồi chờ tôi đi, để tôi coi. Tôi coi thí à. Trời ơi, tôi chết rồi, cái rớt trong cái cánh cửa nhà văn hóa của người ta rồi. Xe cổ chạy kỳ cục vậy mấy ông. Trời, xuống 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 lẹ, trời ơi, đi cho cả bầy không làm ăn gì được hết trơn. Xuống xuống lẹ lên. Xe chạy kỳ đó. Mấy giờ thi rồi, lẹ lên. 2, 3. Chùi dùm tiết, chùi dùm tiết, lại lên, lại lên. Lẹ, tiết. Dầu thơm. Trời ơi, bà lấy đồ xịt phòng, bà xịt cho người tôi bà. Lao dài. Trời ơi, đừng có chụp hình dài, chụp tôi nè ông nội. Trời ơi, cái gì đi theo cả bầy nữa nha. Nguyên cái xe cá mập 60 người mà không làm ăn gì được hết trơn trời à. Nè, tôi mướn mỗi người 5,000 đó nha. 10,000 cái gì? 5,000 thôi. Thôi được rồi, 10,000 mấy cha mấy mẹ. Thôi, chưa có thi mấy ông nội bà nội. La tao nói rần trời hết trơn trời à. Ve yeah, vô. Kìa thấy không? Thí sinh bên kia người ta ganh tị với tôi kìa, thấy không? Thấy không? Ta chặt tôi không lại, người ta ganh tị với tôi đó, thấy chưa? Chào bác gái, bác trai. Trời ơi, thí sinh gì mà già thấy ghê luôn á. Bác gái, bác trai, bộ tính chặt chém đàn con, đàn cháu hả? Trời ơi, kìa bác gái ơi, bác làm mặt đậm quá. Bác định níu kéo thời gian hả? Thời gian không có nể nang ai hết trơn á, dù quen hay là lạ. Xí tao hỏi một câu thôi. Dạ. Mày con người hay con két vậy? Dạ đâu có đâu. Đi thi là mình phải làm rần rần vậy nè, để mình dập đồng loại của mình đó, mấy đứa thí sinh kia đó, với lại hốt hồn ban giám khảo. Cái mùa này mày mặc cái này ra coi chừng mày dính ba cái gà cúng gà là chết nha mày. Đâu có đâu. Mình mẩy mày lông lá không à. Chú biết không, con mặc vậy nè, xe nó ra nó giạt hết trơn, không ai dám đụng con đó. Nhưng mà bữa nay là có 4 thí sinh thôi mà đông như vậy là vỡ cái hết. Đâu có mời ca sĩ đâu mà thi đâu mà quá trời vậy mày. Đâu, con là thí sinh đó chứ. Mấy người này là fan hâm mộ của con á. Xin cảm ơn.
Em ơi, em chưa có đậu mà em kiếm fan chi vậy? Em vô em thi mà sao em fan là sao vậy? Ủa, bác gái ganh tị với con hả? Bác gái thử tài năng thôi chứ bác gái ganh tị con chặt chém con hả? Em biết tôi là ai không? Biết là ai không? Bác đi thi cái gì? Xin giới thiệu với em, tôi là chánh chủ khảo. Đây, chánh chủ khảo. Chánh chủ khảo Ngô Đặng Vân Hồng. Còn tôi, phó chủ khảo Trần Nguyễn Sơn Hoàng, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi, thì ra là ban giám khảo. Nguyên cái chương trình người ta tài trợ hết luôn nè. Dạ làm con rét quá. Rét cái gì? Đi thi mà kiếm một cái xe cá mập 60 chỗ. Có cái phọt của em kiếm xe cá cơm được rồi. Hả? Bỏ tiền nó muốn xe cá mập chi cho uổng tiền vậy. Mà em đi xuống ở đây, anh cho cái em đi xuống ở trên dưới đây. Xuống đây nè mấy ông bà nội, xuống đây. Tăng không? Trời ơi, đừng có la ông tôm. Xuống đi. Đừng có la, chừng nào tôi hát hả la trời. Hay quá ha. Dạ. Còn mày làm gì kỳ cục nha. Dạ. Mày còn tay, còn chân, mày còn sức khỏe. Mày mắc mớ gì mày làm như mày bị liệt hả? Dạ đâu có đâu. Mày đứng đây cho người cho nước uống là người chậm mặt, người lao dài mày bị liệt hả? Dạ không phải đâu, tại cô chú không biết chứ con thấy ca sĩ á ở trên thành phố về với xã mình á, ta nói đi rần rần vậy đó. Có hay quá ha. Dạ con bắt trước. Bắt trước. Thôi, bây giờ em chuẩn bị em thi đi. Chủ yếu là cái tài năng. Cái tài năng? Cái ruột của em chứ không phải là cái bên ngoài. Dạ. Nói nghe nè anh Sơn Hoàng. Gì? Cái dòm thằng này á, nội cái hình thức, cái tư cách của nó là tôi muốn chấm rớt rồi đó. Thôi từ từ để coi biết đâu chừng. Dạ không. Giờ con thi hả ban giám khảo? Rồi bây giờ nè. Dạ. Bây giờ bước ra rồi giới thiệu rồi xong xuôi rồi giới thiệu bài hát là thi tôi coi. Dạ con ta tên là Hoàng Bảo Tăng Gia Tiến. Dạ. Vậy là chưa tới lượt nó. Cái thí sinh đầu tiên là thằng Lùi. Dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Lùi là tên thiệt của con á. Ủa? Con tên Lùi nhưng mà nghệ danh con là Tiến. Dạ vậy cho nó nổi tiếng. Dạ thôi, dạ rồi, giờ rồi. Con thi được chưa? Rồi, thi đi. Giới thiệu tựa bài hát. Dạ. Đi. Dạ thi phong cách luôn. Dạ. Tăng Sư Tiến xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả và các anh chị. Xin cảm ơn quý vị khán giả chị và các bạn. Thân sự tiến rất là vui khi đến đây để tham gia chương trình dự thi tối hôm nay. Và thân sự tiến rất là xúc động khi quý vị khán giả chị và các bạn đến đây rất là đông vui như thế này. Và thân sự tiến cảm ơn rất là xin cảm ơn. Em khấn tổ là em đi vô trong đó khấn cái bàn thờ tổ ở trong kia. Khánh ở đây là kia. Em trình diễn cho khán giả, trình vô diễn khánh. Cho ban giám khảo coi. Tôi chỉ cho dạ, bạn. Đâu có đó. Đâu con, nãy giờ là con chào khán giả chứ không đâu khấn tổ gì đâu. Dạ chào khán giả, xin cảm ơn diễn ra chị và các bạn, xin chào diễn ra chị và là tăng sẽ tiến tới. Ca sĩ mà nói không có tròn dành rõ chữ, ban giám khảo ngồi đây còn không nghe được một chữ nào, làm sao khán giả người ta nghe được? Trời, ban giám khảo không có để ý chứ ca sĩ mà lên mà nói rõ quá đâu phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ lúc nào lên cũng như nhai ngãi rồi. Singapore. Đúng không quý vị, đúng không à? Đúng rồi, cho ông tràn hóa tay đó. Ca sĩ nào lên nghe có được cái chữ là Singapore rồi à? Chứ còn nghe gì trơn á. Singapore vậy thôi à. Thôi vậy đi hát đi, khỏi đi thi. Đi đúng hát không? Liền khỏi tại đi vì, thi. Tại không phải con học theo chuyên nghiệp đi, mình phải học dần đi chứ. Mày thi đậu mày nổi đi, mày muốn nói. Dạ. Mày muốn nghe mày nói bùa nói nhảy cũng được hết á. Dạ. Mày chưa có đậu thì mày nói thì sao được. Dạ. Nắm thằng này. Thôi. Quý vị khán giả có vui không à? Quý vị khán giả bên trái có vui không à? Bên phải có vui không à? Mấy anh security có vui không à? Ban giám khảo có vui không à? Thôi. Mày thấy không? Thôi. Giám khảo không có vui gì hết trơn, ghê quá. Bây giờ tôi yêu cầu em giới thiệu ca khúc liền. Dạ, tựa dạ. Ca khúc và sau đó trình bày vô phần nội dung. Dạ. Tăng Sư Tiến xin cảm ơn quý vị khán giả chị và các bạn. Dạ xin lỗi, con quen rồi. Dạ quen dạ. Dạ Tăng Gia Tiến xin cảm ơn quý vị khán giả, các anh chị và các bạn. Dạ Tăng Gia Tiến xin được dự thi bài hát của Tăng Gia Tiến được mang tên Em Nghĩ Sao Khi Anh Nói Lời Chia Tay. Em nghĩ sao khi anh nói lời yêu em mà em lại từ chối anh, làm cho anh đau, làm cho anh thương, làm cho anh điên, anh buồn. Dạ. Xin cảm ơn. Quá. Dạ. Em nói cái tựa bài thôi. Dạ em nói cái tựa bài dạ. Nói là cái tựa bài hát thôi. Dạ nói cái tựa bài. Mày đừng có kể cái nội dung vô. Em dạ. Kể cái nội dung vô là sao tao biết rồi sao em thi. Dạ để em nói cái tựa bài. Tựa bài thôi dạ. Nghe không? Dạ. Xin gửi đến quý vị khán giả chị và các bạn cùng với ban giám khảo nhạc phẩm được mang tên Em Nghĩ Sao Khi Anh Nói Lời Yêu Em Mà Em Lại Từ Chối Anh, Làm Cho Anh Đau, Làm Cho Anh Thương, Làm Cho Anh Điên Và Anh Buồn. Đây.
Nói cái tựa thôi. Dạ thì con nói cái tựa đó. Cái tựa nào? Cái tựa con là em nghĩ sao khi anh nói lời yêu em mà em lại từ chối anh, làm cho anh đau, làm cho anh thương, làm cho anh điên, làm anh buồn. Cái tựa của người ta nãy giờ ta giới thiệu hoài mà hai ông bà này sao nổi điên lên à. Cái tựa mà dài cỡ đó mày hát cậu tới sáng mai chưa hết cái nội dung bài hát. Dạ, coi vậy chứ hát ngắn gọn lắm. Dạ. Rồi hát đi. Dạ, con hát được chưa ạ? Dạ. Và bây giờ nhạc phẩm dự thi của Tăng Gia Tín xin được phép bắt đầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần Tăng Gia Tín. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Em nghĩ sao giọng hay á khi anh nói lời yêu em. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mà em lại từ chối. Phương Thanh nhập. Em từ chối tôi, làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên. Tôi buồn. Đàn này chết. Micro của người ta mà nó phá thì tôi đàn nó chết. Em nghĩ sao khi tôi nói lời yêu em mà em lại từ chối tôi. Em từ chối tôi, làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên. Tôi buồn. Em sao em lại từ chối tôi? Em từ chối tôi. Em làm tôi đau, em làm tôi thương, em làm tôi điên. Tôi buồn. Em sao em, sao em từ chối tôi? Làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên. Tôi buồn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Trời ơi, trời ơi. Em á nha. Vô bạn. Em đừng có đùa giỡn với ban giám khảo. Dạ đâu có đâu, em thi nãy giờ rất là nhiệt tình mà. Hỏi quý vị khán giả coi phải không quý vị khán giả? Em nhiệt tình quá, em hát mà. Vô. Chúng tôi đề nghị em hát vô nội dung. Tại sao có cái tựa không mà giống sao hoài? Ừ, hát vô cái điệp khúc đi. Cái nội dung cái điệp khúc là cái gì? Trời, em xin lỗi ban giám khảo, không biết ban giám khảo ở hành tinh nào xuống hết trời. Hồi nãy giờ tôi hát vô điệp khúc luôn, lời luôn, câu 1, câu 2, câu 3 thì hát hết rồi đó. Khúc là đâu có cái tựa thôi. Thì cái điệp khúc đó em nghĩ sao khi tôi nói lời yêu em lại từ chối tôi, làm tôi đau, làm tôi thương, làm tôi điên, tôi buồn. Ủa? Vậy là sao? Thôi trời, vụ gì vậy trời? Trời ơi, sao chỗ này thi sao kỳ quá. Chết cha rồi, chuẩn bị nghe. Đi qua xã khác thi, biết thế nào cũng rớt à. Qua xã khác thi, bữa nay thi tới 5 xã rồi ha. Vậy số phận em đi về đâu? Tự xét đi, tự xét mày ở góc độ nào là mày biết rồi. Rớt chứ sao? Rớt hả? Vậy cho em một giây phút cuối cùng nha. Người ca sĩ, người ta hạnh phúc được là sau khi hát một bài hát. 2, 3. Xin cảm ơn. Dọn đồ đi qua bên xã bên kia lại lên. Nhớ không đừng để làm rớt nha. Mày à, đi qua bên kia. Còn xin gì nữa không?
Dạ còn xin gì nữa không? Dạ muốn xin là mày đi lẹ không? Trời ơi thầy, mày giám khảo nè, mượn tóc. Ý trời cái ghê quá, cái đầu y như cái bánh nếp trần. Ê, trả lại tóc à? Nó lấy tóc tôi rồi kìa. Không có ai như anh hết trơn á. Tức quá trời. Lợi chứ. Tới nãy giờ nó đứng đẹp mà tự nhiên giờ kỳ quá. Tức nó quá trời rồi, tự nhiên lột cái đầu tóc mượn ra chọi nó luôn à. Việc từng bây giờ về sao thí sinh nó vô thấy kỳ quá. Cái em thí sinh này cái chất giọng tốt á, nhưng mà tôi thấy là cái tư cách là không có được rồi. Chưa làm ca sĩ mà đã có cái bệnh ngôi sao quá rồi, vậy là thì khó chờ lắm. Tôi chút đi. Bây giờ á, chắc là phải mời thí sinh tiếp theo đi anh. Làm gì vậy? Nó lấy đầu tóc rồi, bây giờ lấy với chị vẽ chứ giờ sao? Trời ơi, đây nè, vẽ chi cực vậy nè. Tôi nói anh nghe, anh muốn làm cho tóc á, anh chấm 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 cho nó dày tóc lên. Đâu, đâu, đã vẽ chi cực vậy? Đã vẽ tóc giả, tao vẽ cho nó tới luôn, 7-3. 7 nè, đó, kéo 3 nè, 3 xuống đây thôi, đó, 3 xuống đây. Đó. Ê, gì? Sao tôi dòm anh, tôi thấy có cái sáng kiến nghe. Kiến gì? Nhà anh ở ngoại thành đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, bây giờ sẵn tiện nè, tôi nói nghe nè, anh sao? Anh coi tôi nè. Ừ. Anh vẽ luôn hai cái quai đi. Để làm gì? Khỏi mướn nói bảo hiểm. Cái đầu anh yên chăng nó bảo hiểm luôn nè. Thôi lại. Bao nhiêu tiền đâu mua cái nón ai làm chịu kỳ cục, tự nhiên vẽ hai cái quai đi làm cái nón bảo hiểm. Thôi, chị đừng xúi tôi bậy bạ. Thôi để tôi tranh thủ tôi vẽ cho để thí sinh nó vô nó thấy đầu tôi về kỳ lắm. 73 rồi. Tôi gọi nghe. Rồi gọi đi. Thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền. Thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền. Của thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền. Bây giờ cô nói em nghe nè, em đi ra ngoài đi. Đây ta thi ca sĩ chứ không có thi siết nha. Ở đây không muốn lười về múa đâu. Tướng như con khỉ ra múa hip hop. Nè cho mời Hiếu Hiền vô. Thí sinh Hiếu Hiền. Tao với ban giám khảo ngán lắm rồi. Ngán ăn thịt kho hột vịt lắm rồi. Nhìn mày giống như cùng thịt kho hột vịt mà cứ ra vô hoài. Em ơi, chúng tôi là đến lượt thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền. Hiếu Hiền. Hiếu Hiền nè. Ủa em là thí sinh Nguyễn Hiếu Hiền hả? Dạ. Rồi vậy là em thi lộn chỗ rồi. Bên đây người ta thi ca, còn em thi thể hình á, là lấy số điện thoại cầm tay của chú Lý Đức. Qua bên phía đằng sau cũng có thi bên đó. Trời ơi, hồi nãy thi thể hình là em thi đậu rồi, giờ em qua đây em thi năng khiếu của em. Thi gì? Hát. Cái cổ mày cục ngắn gì mà hát nổi không? Chú này có cặp mắt kiến dễ thương quá à. Con thích quá à. Thôi cái chán chú không đẹp. Nè, thi không được mà sao cho nó vô thi rồi sao vậy, tướng tá gì? Tôi thấy nó nói đúng á nghe, em cho nó cặp mắt kiến cái đủ bộ luôn đó. Thôi bậy à. Tưởng trên trển xuống không á nè, cho nó đi. Thôi được. Thôi bây giờ về nè, cô nói em nghe nè. Em ngày mai em lại thi được không? Tại vì cô nói em nghe trong cuộc thi về em phải tôn trọng ban giám khảo và khán giả, em không mặc áo sắc nách như vậy, em hiểu chưa? Đúng rồi. Về phục trang sơ mi cho đàng hoàng nghe, đồ dài chứ không phải là em mặc quần cục với lại quần lửng áo lơ như vậy. Sao em thấy ca sĩ mặc sao em thấy ca sĩ mặc đồ còn nổi hơn em nữa bộ? Nguyên bộ đồ mà tao kết được cái quần á. Bữa nào mà cho tao mượn cái quần tao làm cho đủ một bộ coi. Trời ơi. Ai biết đâu. Bây giờ tóm lại là sao? Nói tóm lại là ngày hôm nay em chưa thể thi được. Em chưa thể nào thi được trong ngày hôm nay, phải không anh Hoàng? Mà như vậy là sao? Như vậy là như vậy là bây giờ mày đứng đây mày hỏi hoài, đúng không? Một hồi là bả nóng, tao nóng, đúng không? Cái này tao chọi, hiểu chưa? Chọi ai? Không lẽ tao chọi tao, tao chọi mày. Chọi đi, chọi văng vô đây dính miếng thịt này nè, cái dội lại ngay cái đầu đó, còn không còn miếng tóc là xài luôn giờ á. Em là thí sinh mà em ăn nói kiểu gì vậy? Ngày mai khỏi đến thi luôn nha. Với bà giám khảo mà em nói như vậy mà em nói được hả? Không thèm đâu. Bỏ đi. Trời ơi, giám khảo gì giống như trong bệnh viện tâm thần vậy. Trời ơi. Thôi anh. Có anh
thấy tác hại chưa? Hồi nãy có bộ tóc giòn nó đỡ hơn. Giận quá mất khôn mà. Thôi anh đi vô đi. Mà tôi tức ghê đó. Mai mốt phải xét ba cái vụ đạo đức coi. Trời đất ơi, có tài gì tài mà cái đạo đức có kiểu vậy là không được rồi. Mệt ghê à. Nó nghe nè, tôi thấy thí sinh mình dắt này á, nó bị ngắn đòn quá ha. Ca sĩ gì cứ khúc khúc là sao nó đi thi kỳ. Làm cho nó chữa. Mời thí sinh thứ ba đi. Mời thí sinh thứ ba. Em xin chào ban giám khảo. Chào em. Dạ thưa cô, dạ thưa thề, em xin tự giới thiệu, em tên là Mùng Cường. Mùng Cường là gì? Mùng Cường là cường mụng. Cường. Em xin thi hai môn, môn sở trường, môn sở đoán. Mày mặt mày tao thấy mụng đâu? À mụng mày ẩn vô trong hả? Không thấy rõ luôn. Sở trường sở đoán là cái. Bây giờ nó thi sở trường. Thấy không? Rồi nó thi sở đoán nữa. Rồi. Bây giờ thi gì trước? Dạ em thi sở đoán trước. Sở đoán có nghĩa là em thi kể chuyện. Kể chuyện. Dạ. Rồi sở trường là thi tiểu phẩm. Rồi kể chuyện. Thi gì? Tiểu phẩm. Tiểu phẩm là tiểu phẩm. Tiểu phẩm. Nó dạ, nói tôi nghe được rồi. Em xin thi sở đoán. Đó là kể chuyện. Em xin kể chuyện cho cô dứt thư thề. Nghe câu chuyện như thế nè. Ở ngoài quê em ở xe. Thiệt là xe. Có ba em, có mẹ em với em. Bữa đó ba em cho mẹ em với em 2 triệu bê đi vô thành phố Hồ Chí Minh chơi. Vô thành phố Hồ Chí Minh chơi chơi hồ xong mấy em nói đi xuống Vũng Tàu chơi vui hơn. Xuống Vũng Tàu cái xong hai mẹ con tắm biển. Tắm biển xong cái hai mẹ con lên bờ phơi nắng. Nằm ở trên nắng phơi vào hồ cái có một bè má buông bánh bánh bưng ba gần qua. Cái hồi má em thấy má hỏi con gì vậy? Em nói con này là con ghẹ. Má em nói không phải, con này là con ghẹ. Em nói là con ghẹ. Má em nói con ghẹ. Em nói không phải, cái này là con ghẹ. Mấy em nói con gỡ. Hết rồi. Rau, ba giám khảo cười rau. Vậy là đậu rau, ok rau. Cười rau, kể chuyện hay quá cười rau. Trời ơi, sao tôi nghe tôi không hiểu vậy trơn. Ông này ông cười dữ vậy trời. Đậu rau, ok rau. Mấy ơi, con đậu rồi mấy ơi. Em im lặng đi em. Anh Hoàng. Anh có hiểu gì không mà sao anh cười dữ vậy? Tôi cười cái chuyện hôm qua ở nhà tôi cho đâu cười nó đâu. Tự nhiên nhìn nó nhớ chuyện qua. Trời, có khi nào thằng Hiếu Hiền nó nói đúng không trời? Nói sao? Có dấu hiệu hay sao? Chuyện hồi hôm bữa nay mới nhớ ra đặng cười hả? Trời ơi. Thưa cô, thưa thầy, vậy là sao? Là chuyện của em rất là khó hiểu, trừu tượng quá. Có nghĩa là trừu tượng quá. Thôi bây giờ cho em thi tiểu phẩm đi, em thi sở trường đi. Tiểu phẩm, tiểu phẩm rồi. Dạ thưa cô, dạ thưa thề, em sẽ thi tiểu phẩm bác con dứa. Em kiểm lại coi chứ là sao mất được, em đi trong chân mà ai lấy của em. Dạ cái này là dứa, còn đây em thi tiểu phẩm bác con dứa. Rõ ràng nó mất con mất cái dứa mà sao kỳ vậy? Mày mai mốt chắc mày phải dẫn thông cho chiên theo á. Nói lại tao nghe. Bác con dứa. Hiểu à? Nó làm tiểu phẩm bé cô dứa là nó làm tiểu phẩm bắt con dế. Dế mà nó bé con dứa. Dạ đúng rồi. Thưa cô, thưa thầy, em bắt đầu thi. Rồi thi đi. Gọn gọn thôi nha. Dạ, coi cực quá ha. Này nó tổ chức coi công phu ghê. Dạ em thi cho cô thầy nha. Mà hết áo mặc mà áo kỳ cục em mày. Dạ. Áo đâu mặc kỳ vậy? Áo này mặc cho lủng lỗ mình đi lên rừng á, mình bị gai nó móc á, móc xong cái mình bắt con dớ, dớ đem về mình đẻ dớ. À nó quy định cái phục trang á, quy định phục trang vậy được, này được à. Thưa cô thưa thầy phải tưởng tượng. Ừ. Ở đây là rừng núi bao la. Ở đây có hòn đá. Ở đây có cái hang. Cái này có hòn đá. Cái này là cái hang đá hả? Dạ, ở đây dưới cái hang. Cái hang nghe, đừng nói hang. Ở đây có hòn đá, ở dưới hòn đá có con dứa. Ở dưới cái hang có con dứa, mà con dứa cồ với con dứa mé. Là nó nói nó dưới cái chỗ này nè, là có con dứa. Gì? Ở đây có con dứa, dưới cái hang có con dứa. Mày ví dụ, mày ví dụ chỗ này, mày chỉ dưới này dưới con dứa. Con dứa đâu dưới đây? Mày chỉ sao khốn, nghe cái hang, mày chỉ vô ngay chỗ này. Mày ra đây mày chỉ coi.
em thấy cái bèn nó to giống cái hang, em chỉ cái hang ở dưới đây có con dế, con dế mé, con dế cồ. Mày đi chỗ khác mày chạy đây. Thôi anh bình tĩnh đi anh. Dế con dế mà chỉ đây hoài à. Rồi. Thì vậy gì, ở đây có cái hang. Ừ. Có con dế mé, con dế cồ. Rồi. Ở đây có con đế, có con dế cồ. Dế à. Tôi cô tôi thề em xin bét con dế. Rồi. Riết. Dế nó gái á, nó gái rét, dế trống á. Chịch. Nó chịch gì á? Chịch là gì? Để tôi hỏi theo dõi thôi. Riết. Con dế máy. Chịch. Nó chịch nữa kìa anh ơi. Riết. Làm gì chị. Dạ con giết cồ nó gáy. Con giết cồ với con cái mé. Hai con nó yêu nhau cho nên nó chị. Con giết mé nó kêu gì à? Tao đúng rồi. Dạ. Nhưng mà kêu bằng cái miệng à. Được rồi mày là chị. Nói vậy cho bé giống khẽo mới dễ hiểu. Thôi mệt quá rồi mày làm đi. Dạ. Nó bắt em dễ đi. Rồi bét đi, bét dớ. Thôi mày bét dớ đi. Bắt đi, mày cứ chét rét. Rét. Mày làm tới mai à. Bắt đi. Dớ đầu bét. Trời ơi. Mày nói mày tưởng tượng mà. Bây giờ phải có con dế thiệt mới bé mới hiểu. Đó tao nằm xuống tao làm con dế cho mày bắt nha. Ừ đúng rồi, mày để dế ngoài mới rụng tóc hết nè. Chết đi à. Thôi anh ơi. Thôi nói chung là tiểu phẩm của em cũng có sáng tạo nhưng mà rớt đó. Ủa nấu vậy là rớt hả? Không có thuần phong cách á. Lúc thì em nói tưởng tượng, lúc thì em đòi phải có con dế cụ thể. Nói tóm lại là không thuần phong cách, em rớt. Rớt rồi à. Thấy chưa, tôi nói với mẹ rồi. Đi thi làm cái gì? Làm nghệ thuật khó lắm. Mẹ ơi, rớt rồi, nấu rồi đi về quê đi, đừng có thi cử nữa. Làm diễn viên khó lắm, rớt rồi mẹ ơi. Trời ơi. Thôi giờ tôi thấy chấm nổi rồi, thôi bây giờ. Thôi giờ chào trễ quá là tôi đi về à. Trưa quá rồi đi về chứ không chịu không nổi rồi. Trời ơi. Chị ra coi tiếp thí sinh khác đi. Ủa anh, bộ nói chơi mà thiệt luôn hả? Để nó về đi, dọc đường mình khỏi đội nón bảo hiểm. Không. Gì? Bây giờ còn thí sinh thứ tư nữa mà. Ủa còn nữa hả? Còn mà anh nói bên đây 4 người mà. Chết cha gì vẽ gì rồi sao? Trời ơi anh ơi. Thôi để về cho nó tưởng tôi có lông ngoài nón. Không vậy làm cho tới luôn nè. Là sao? Để mấy em vô nó thấy, hiểu không? Y chang nón bảo hiểm luôn. À bà làm cái dành nón luôn gì? Thì đó dành nè. Ừ được à. Ừ được à, dành nón được à. Hiểu không? Ừ, đó rồi vậy đi. Đâu. Thí sinh thứ tư đâu? Đâu được rồi, bà vẽ hồ thành cái nón gì chứ phải nón bảo hiểm à. Bây giờ tôi nói bà vậy nè. Sao? Đi ra đây. Cái thí sinh thứ tư đâu? Còn thằng thí sinh nữa. Ừ. Nhưng mà thằng này nó lên không được. Nó thi không được. Nó có gửi tôi cái đĩa. Bà nhìn tôi bà cười hoài vậy. Kệ nó gì khỏi về khỏi đốn đội nó bảo hiểm. Bây giờ này. Sao coi đĩa hả? Bây giờ coi cái đĩa của nó, nghe không? Để nó hát coi sao mình coi mình chấm thi qua cái đĩa nó đi. Ừ. Chứ nó lên không được nha. Rồi vậy thôi. Anh kêu nói mở đĩa. Phòng máy đâu rồi, phòng máy đâu rồi. Mở cái đĩa của Hoài Linh gì thi hát coi. Thân sao chứ lận đận nè. Mình nè, trách mình nè. Số phận cho sao hém hiu cho bở thân tôi. Tôi cực khổ tôi eo nghèo. Tắt 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 không ở nữa mà. Tắt tắt đi phòng máy. Phòng máy tắt. Tắt đi. Rồi đèn sáng lên coi. Không được rồi, kiểu nữa hát. Hát gì rủi, hát nhép rồi sao. Thì phải bắt em nó lợi thi đi chứ. Bây giờ phải kêu nó ra chú thi. Chú ơi. Đâu rồi, thí sinh Hoài Linh đâu rồi? Con đây chú ơi, lên rồi. Rồi ra đây. Con lên rồi. Lên rồi à? Ra đây nè thi nè. Con chào cô. Chào em. Dạ con lên rồi. Tưởng em lên không kịp. Không phải hồi nãy con mắc tứ cà phơ. Hả? Con mắc tứ cà phơ. Này thằng này bà con với thằng bét dứa hồi nãy nè. Thằng bữa có bét dứa hả? Thằng thứ à. Nè bây giờ nè, Hoài Linh hát là gửi cái đĩa mà tôi không tin, tôi sợ Hoài Linh hát ghép.
bây giờ tôi với lại chị Vân Hồng là muốn là Hoài Linh hát trực tiếp để cho tụi tôi nghe. Để chú tụi tôi sống sống ở trên đời mà chú không có lòng tin. Không kể, chú bây giờ phải có lòng tin. Rồi, lòng bây tin. Giờ con nói chú nghe nè, chú phải có lòng tin chứ. Quan giọng vậy con phải hát vậy thôi. Rồi bây giờ con phải hát vậy cho chú coi, chú mới tin chứ. Hát hát luôn ha. Con hát. Hát con không có đem nhạc. Hãy. Con không có đem nhạc. Nó nói gì cái tiếng nặng tiếng con nghe không được. Không đem nhạc là nó không có đem theo nhạc á. Rồi sao? Không giờ hát chay á. Hát gì? Hát chay. Hát chay á. Hát chay á. Hát gì? Hát như mình ăn đậu hũ kêu là ăn chay đó trời. Đó. Hát không, hát không. Hát chay. Ok, rồi hát đi. Con hát chay á. Rồi con hát đi. Thân nè, chắc thân nè, thân sao chứ lận đận nè. Mình nè, trách mình nè, số phận cho sao hém hiu cho bở thân tôi. Tôi cực khổ tôi yêu nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cho nậu rau. Em ơi cho bây giờ mà em ở kìa nó đeo cho đỡ cho anh thì anh trong đứng nữa trong ngầu rầu cánh phía cho hầu nèo. Quẹ phu lơ em âu chua cho xuống đại lánh uống nước ngọt cho qua hòn chùa em mực nang cho bây giờ em không có nữa em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian ý nang nó cờ hàng. Hay quá, hay quá. Con hợp bé tứ con hết hơi rồi. Hay, hay quá, hay quá. Vậy con giác ông tứ cà phê nó hết hơi rồi. Không, em hát hay quá. Chị coi nha. Linh không có qua một trường không lớp đào tạo nào hết. Hát như vậy mà hát cứng như vậy hay quá trời hay không? Thấy không? Chị thâu con chào cô chú con về nha. Có gì chừng nào mà con đậu đó quánh gì thêm xuống cho con. Rồi bây giờ này con về đi rồi cái thông báo kết quả sao là xuống báo cho con biết. Cảm ơn chú nha. Giờ rồi. Con về con phải đi ra bến xe con bán trà đá. Đây đó. Trời ơi cậu ở dưới vậy. Con phải về nha chú. Rồi thôi con đi nghe. Đi. Dạ. Cẩn thận đó đừng té nha con. Dạ. Chạy cẩn thận đó. Trời tội nghiệp không giờ phải về đó để bán nữa kìa tội ghê chưa. Tội quá. Mà sao? Mà chị có thắc mắc gì không? Bởi vậy tôi nói những cái cuộc thi không chuyên như vậy á, mình đừng có coi thường nghe. Tôi với chị sẽ một kỳ quá. Nhiều khi á, mình phải coi lại mình đó. Đúng chứ rồi. Không phải là trách mấy em thí sinh đâu. Tôi nói hả, nhiều khi trong cuộc thi không chuyên có những tài năng mà mình bất ngờ, mình không tưởng tượng được đó. Đó như vừa rồi Hoài Linh đó chị thấy không? Bây giờ trong nước cũng biết, ngoài nước cũng biết, nổi tiếng dễ sợ anh mà thấy sao chưa? Tôi không hiểu kỳ người ta. Không đào tạo qua một trường lớp chuyên nghiệp nữa hết. Mà Hoài Linh á, được mọi người mến mộ vậy. Không hiểu sao chị có cái gì chị thắc mắc, tôi thắc mắc cái này hoài à. Cái này là chỉ có Hoài Linh trả lời được thôi. Ồ vậy ha. Cho nên câu hỏi này chúng ta nhường lời lại cho Hoài Linh. Mời quý vị khán giả nghe lời của Hoài Linh trả lời đi ha.